Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần màn hình cảm ứng của điện thoại Honor 8X đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần màn hình cảm ứng của điện thoại Honor 8X lỗi hỏng, cần địa chỉ thay mới màn hình cảm ứng cho điện thoại Honor 8X. Quý các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện trên Honor 8X nói chung và màn hình cảm ứng của Honor 8X nói riêng thay mới các bạn. Các bạn không phải chờ lâu, các bạn chỉ cần liên hệ 024-66-7099 kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới màn hình kính màn hình trên Honor 8X, quý các bạn vui lòng liên hệ 024-66-7099 kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vì các bạn.